Như vậy mình đã đến sân rồi các bạn nhé. Đây, các phóng viên đang đông đủ đây. Đấy. Chào mọi người đi. Hey. Sao mọi người ra cứ né mình nhỉ? Hey. Đây, Huyền này. Chào mọi người đi. Sao mấy nay không thấy đâu? Sao mấy nay không thấy giày lấy đi sân? À, giờ này em đang xem xét lại bản thân và tu dưỡng học tập thêm. Em đang được cử đi để học hành để có thể làm việc tác nghiệp tốt hơn. Mình cao nên trình độ. Là gần đây em ít xuất hiện. Okay. Bây giờ thì em đã trở lại rồi. Lợi hại hơn xưa đúng không? Chứ có lợi hại hơn không? Đấy, các bạn này rất đông luôn. Vừa xong chắc là mọi người đã quay Malaysia rồi đúng không? À, em giới thiệu với anh một cầu thủ Malaysia. Đâu? Đây. Anh này là ai? Tên là gì? Nhưng mình thấy em vẫn chưa tìm được tên. Đẹp trai quá. Ví dụ em đã tìm được tên rồi. Suốt ngày rụng trứng với cả dài Malaysia này. Mai khi được cổ vũ Malaysia vất. Này, có phải là anh sợ mai mày lại chụp ảnh, mày lại chụp toàn đấy. Không ạ. À. Hứa bạn là thân đi. Việt Nam, anh sẽ hứa và nâng là sẽ cổ vũ Việt Nam. Còn anh ấy thì sao? Còn anh đấy em giữ trong tim em thôi. Nhưng mà mặt hơi mụn quá. Đâu. Ê. À mặt hơi nhiều mụn đúng không? Anh đề nghị là em phải mua ngay cho bạn ý, nhờ thầy Park mua cho một mấy cái mặt nạ ở Hàn Quốc về đắp cho anh ý. Tóc ngắn nhưng rất xinh. Thôi đi anh. Chị kìa. Ôi được chứ. Được rồi, thì cho vui thôi nhưng mà thật sự rất là vui. Mà hình nhỉ. Thì bên trong kia là đội Malaysia tập luyện các bạn nha. Ok, bây giờ thì mình đang đi vào sân các bạn nha. Lúc này thì chói mắt quá. Ánh đèn của Mỹ Đình đang rực cháy làm cho chúng ta cảm thấy rất là chói chang. Hôm nay thì trăng rất là sáng luôn. Trời rất đẹp. Ok, chúng ta sẽ cùng đi vào khu vực đường pit nha, chói mắt quá. Cảm giác ở sân hôm nay không có chim nhưng mà rất là nhiều chim. Rất là nhiều người lại chim. 1, 2, mình đếm qua phải có tầm chục cái máy. Chục cái máy lại chim. Ôi. Có vẻ là hôm nay quá đông các phóng viên hôm nay chảy hội à? Thì các bạn thấy không? Không biết là cả Việt Nam hay nước ngoài hay không mà đông dã man, còn ngàn. Không còn một chỗ đứng nữa. Đấy, lại thêm một người live stream nữa. Đây, anh Đỗ Kiên Phúc. Đấy. Cầu thủ mặc áo số. Khán giả đã vừa hỏi. Các bạn thấy không? Đường pit mới xây này, rất đẹp luôn. Mặt cỏ thì cũng đã sửa lại. Nói chung là mọi thứ đều rất là đẹp, mặt cỏ rất là dày. Điều kiện này thì rất là tốt cho Việt Nam thi đấu các bạn ạ, cho những pha phối hợp của tuyển Việt Nam chúng ta. Những trái bóng của Van Sport lúc này thì các trợ lý đang di chuyển bóng ra các khu vực để các cầu thủ tí tập luyện các bạn nha. Vòi, một pha bóng phải nói là đỉnh mắc đỉnh luôn. Rồi, và bây giờ các chàng trai chúng ta bắt đầu ra sân các bạn nha. Đi đầu đội trưởng Quế Ốc Hải kìa. Hôm nay thì phải nói là mọi người cho chúng mình quay từ một cái cự ly rất xa. Chúng mình đang đứng ở cuối sân bên này và cầu thủ đang ở tít giữa sân luôn. Không phải giữa sân mà tít gần như là xa ở sân bên kia luôn. Và hôm nay các bạn thấy không, các cầu thủ chúng ta mặc một cái màu áo rất là cũ. Cái màu áo này là màu áo cũ của chúng ta. Đấy, ngay cả các thủ môn cũng mặc một cái màu áo rất là cũ. Cái màu áo này và không có số gì cả. Có lẽ là như vậy là để tránh cho truyền thông của Malaysia hôm nay ở đây quay thì họ cũng sẽ tránh nhận diện cầu thủ chúng ta. Rất là hay thầy Park ạ. Đây, thầy Park, đây các bạn ơi, thầy Park có vẻ đang kiểm tra lại cỏ trên sân Mỹ Đình. Có vẻ có một vài chỗ đang bị sới lên thì thầy Park đang làm lại. Thầy Park phải nói là tận tâm đến từng giây phút đúng không? Ai yêu mến thầy Park thì có thể comment nhà các bạn ơi. Và các bạn nghĩ sao về tỷ số trận đấu Việt Nam Malaysia? Ai tin Việt Nam thắng thì hãy comment lạnh, hãy like mạnh cho Phúc nha. Mình thì tin Việt Nam sẽ thắng 1-0, còn các bạn thì sao? Lúc này các trợ lý còn lại thì đang mang chiếc gôn ra để cho đội tuyển tập luyện. Đấy. Rồi, ta thấy là ba thủ môn chúng ta Tuấn Mạnh, Văn Cường và Văn Lâm đang có những màn khởi động đầu tiên. Khá may là ba thủ môn chúng ta lại tập ở vị trí cực kỳ gần chúng mình, tức là ngay ở phía gôn này luôn, nên là có thể quay rất là to và rất là rõ cho anh em. Đấy, rất là đồng đều và rất tuyệt vời. Hy vọng là Văn Lâm sẽ rất là dưới lưới trong trận đấu với cả Malaysia. Những màn khởi động rất chuyên nghiệp của ba thủ môn của chúng ta. Cố lên Văn Lâm, cố lên Tuấn Mạnh và Văn Cường. Rồi, các bạn có nhìn thấy Văn Hậu không? Nếu ai tinh mắt thì có thể thấy Văn Hậu từ rất xa. Bây giờ thì là cuối đường sân bên kia.
chúng ta thấy là Văn Hậu đang ở giữa kìa, đi đôi giày màu trắng kìa, các bạn thấy không? Ở chính giữa hình ấy. Hình như đứng cạnh anh Đức với cả Duy Mạnh hay sao mình không nhìn rõ, tại vì thật sự rất là xa luôn. Nhưng mà ở giữa hình chính là Văn Hậu các bạn nhé. Văn Hậu thì đã trở về. Và đây là buổi tập thứ hai của Văn Hậu. Buổi tập trước thì tập kín nên là chúng mình không thể quay được Văn Hậu, nên hôm nay mới tập được quay Văn Hậu các bạn nhé. Thì nên mình sẽ quay nhiều Văn Hậu hơn cho các bạn cùng xem. Ai yêu mến Văn Hậu thì cũng có thể comment với Phúc nha. Trở lại với thủ môn, chúng ta thấy là những bài tập bắt bóng rất là hay của ba thủ môn chúng ta. Đã phải lầm là có những pha xoay chuyển bắt bóng rất là chính xác và rất là tuyệt vời. Hình như là Văn Lâm đang đi đôi giày Nike đúng không các bạn? Màu trắng mình nhìn không rõ. Lúc trước thì là Văn Lâm là làm với cả Mizuno, nhưng mà hình như có vẻ bây giờ nghỉ Mizuno chuyển sang làm với Nike rồi phải. Các bạn nhìn kỹ xem có phải là không, tại mình nhìn không rõ lắm. Hình như là một dòng giày rất là huyền thoại của Nike thì phải. Uầy, những pha bắt bóng phải nói là thấy mà cơ bụng của Văn Lâm cực kỳ đỉnh luôn. Tập như này cực kỳ mỏi các bạn ạ, nhưng mà cũng cực kỳ hấp dẫn. Đúng là Văn Lâm thì càng ngày càng tiến bộ và càng ngày càng chững chạc hơn. Chúng ta có thể rất yên tâm về thủ môn Đặng Văn Lâm của chúng ta. Wow, và lội luôn, rất đỉnh. Rồi, có vẻ các thủ chúng ta bắt đầu tập di chuyển và chuyền bóng rồi. Như này thì quay rất dễ hơn các bạn ơi. Trước mặt là Hồng Duy kìa các bạn ơi. Nguyễn Phong Hồng Duy đã bỏ mái tóc hồng của mình để chuyển về mái tóc đen. Phía sau là Công Phượng. Các bạn thấy Công Phượng chưa? Ok. Đây là buổi tập thứ 3 của Công Phượng tại Việt Nam sau khi trở về từ Bỉ. Và mình thấy thì đánh giá thì Công Phượng có vẻ đã hồi phục hoàn toàn thể lực rồi. Và đã thích nghi hoàn toàn với cả việc chơi lịch múi giờ. Hy vọng là trận đấu này thì Công Phượng sẽ tỏa sáng. Thật sự là ai tin tưởng Công Phượng không? Nhưng ai vẫn tin tưởng Công Phượng và yêu mến Công Phượng thì cũng có thể là comment để cho Phúc biết. Mình cũng tin tưởng Công Phượng lắm. Hy vọng là trận đấu tối nay thì Công Phượng sẽ nở hoa. Và chúng ta sẽ có một chiến thắng trước người Mã. Những pha xử lý bóng rất tinh tế và mềm mại của Công Phượng quá đỉnh luôn. Ở một góc bên cạnh thì mình thấy cái Quang Hải đây rồi các bạn ơi. Đây mình lìa xa anh em xem Quang Hải nhé. Đấy. Lại đôi giày ra màu cam huyền thoại của Quang Hải. Những pha xử lý bóng của Quang Hải cũng rất là mềm mại và đẳng cấp. Đây. Chàng trai trở về từ Hà Lan đây rồi. Người mà chúng ta trông ngóng nhất những ngày vừa qua, Đoàn Văn Hậu. Vì lý do chạy chuyến bay nên là Văn Hậu chỉ có 2 buổi tập tại Việt Nam thôi. Đáng lẽ là sẽ có 3 nhưng mà chỉ còn 2. Điều lo lắng nhất lúc này là thể lực của Văn Hậu. Tại vì vừa mới di chuyển liên tục như thế xong rồi lại còn bị trễ chuyến bay nên thật sự là mọi người rất lo lắng là thể lực của Văn Hậu không đảm bảo để có thể là đầy đủ thi đấu cái trận đấu tới. Thật sự là mình cũng rất lo lắng. Thầy Park cũng trả lời phỏng vấn thì cũng đang lo lắng một chút về Văn Hậu. Hy vọng là nếu mà được ra sân thì Văn Hậu vẫn sẽ có một cái trận đấu hết mình và một trận đấu thăng hoa. Ai vẫn tin tưởng Văn Hậu thì cũng có thể comment. Chúng ta sẽ cùng xem những pha chuyền bóng của Đoàn Văn Hậu nhé. Cùng với người đồng đội của mình tại Hà Nội FC. Hai người đang có những pha chuyền bóng khá là mãn nhãn. Có thể nói là Văn Hậu chân trái chân phải đều rất tốt. Những đường chuyền cũng là một thương hiệu của Văn Hậu rồi. Một cú chuyền rất xoáy. Còn đây chính là Văn Toàn. Thần gió Văn Toàn. Mình tin là thầy Park thì cũng sẽ trao gội cho Văn Toàn thôi. Có Văn Toàn thì chúng ta có thể xông xáo và đánh vào nách của đối thủ Malaysia với những pha bứt tốc rất là tuyệt vời của Văn Toàn. Hy vọng là hôm nay nếu vào sân thì Văn Toàn cũng sẽ tỏa sáng. Văn Toàn thì đang có những tập chuyền bóng cùng với cả Hùng Dũng rất dễ thương. Ok, như vậy là hết giờ tác nghiệp rồi. Tất cả các phóng viên đang đi ra rồi các bạn nhé. Hôm nay được quay khá lâu. Vừa xong lúc đầu tưởng chỉ được quay 10 phút đầu cùng để quay thành tận 20 phút nên là mình quay bét nhè luôn. Các phóng viên của nước ngoài của Malaysia đang ở đây các bạn nhé. Okay. Chúng ta sẽ cùng chơi trận đấu với Việt Nam và Malaysia. Các bạn đừng quên là bấm like ủng hộ mình nha. Để cùng theo dõi clip tiếp theo của mình khi Việt Nam đá với Malaysia. Ok, bye bye mọi người.